Thưa quý vị và các bạn, kỳ vừa rồi mới đây tôi nhận được một cái email của một vị học viên qua mạng. Thì vị này có cho tôi hai cái thắc mắc. Cái thắc mắc thứ nhất á, là họ yêu cầu tôi xác định là huyệt và khích huyệt, cái nó chính là càn khôn, như vậy là lạc là khích hay lạc là lạc là càn hay là lạc là khôn, khích là càn hay là khích là khôn. Thì câu hỏi rất là hay. Cái câu hỏi tiếp theo là tại làm sao mà lại áp dụng lạc với lạc, khích với khích mà không áp dụng lạc với khích đi với nhau. Thì hai câu hỏi này rất là hay và rất là quan trọng. Sở dĩ tôi không giảng đợt trước mà để cho kỳ này tôi mới giảng cái phần này, cái lý do đơn giản là để cho quý vị thực tập, quý vị làm đi thì quý vị mới thấy cái giá trị của lạc khích, bởi vì nó rất là quan trọng quý vị nha. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi sẽ xác định lại cái giá trị của lạc khích, cái nào thuộc càn, cái nào thuộc khôn, và lý do tại sao nó lại là càn và lý do tại sao nó là khôn. Thì phần này rất là quan trọng. Bây giờ tôi bắt đầu nha. Chúng ta có ba kinh âm và ba kinh dương. Chúng ta được, nó được chia ra làm đôi, tức là sáu kinh âm và sáu kinh dương. Từ giờ Tý cho đến giờ Tỵ là cái phần của dương khí thân, cái phần của từ giờ Ngọ cho đến giờ Hợi là dương khí nó giáng. Quý vị nhớ lại bài không? Rồi bây giờ tôi trở lại cái phần đó cho quý vị để quý vị ôn lại bài nha. Trong cái phần mà thái cực sanh lưỡng nghi này đó, thì cái phần này thuộc dương phải không ạ? Phần dương. Phần này thuộc âm phải không ạ? Phần này thuộc dương. Bây giờ trời, tôi vẽ xấu quá, giờ vẽ lại cho nó đẹp đi. Nào bây giờ chúng ta xem. Đợi đó là chút không? Cái phần ở đây là thái dương. Thái dương nằm đây. Phần này là gì? Thiếu dương. Thiếu dương. Phải không? Dạ, thiếu dương. Thiếu dương. Cái phần này là gì? Thiếu âm. Phần này là thái âm. Rồi cái phần mà cái âm trong dương, cái này nó gọi là khuyết âm. Rồi cái phần dương trong âm, nó gọi là dương minh. Quý vị nhớ rõ bài chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem. Trong cái phần mà dương, trong cái phần dương này, tôi chia nó ra làm 6, tức là từ giờ Tý cho đến giờ giờ Tỵ. Tôi chia làm 6 nha quý vị. Ở đây là giờ Tỵ. Ở đây là giờ Tỵ. Quý vị có nhớ lại bài là vào giờ Tý kinh nào nó khởi không? Trong 6 kinh âm và 6 kinh dương thì kinh nào nó khởi vào giờ Tý? Kinh tâm. Kinh gì? Kinh tâm. Kinh tâm. Quý vị nhớ tại sao kinh tâm nó khởi trước không? Nhớ không?
Đúng, cái tâm nó khởi trước. Và giờ tí, mà quý vị nhớ lại bài tại sao kinh tâm nó khởi trước không? Nó khởi trước là bởi vì như thế này. Chúng ta có ba âm, thiếu âm, quyết âm và thái âm. Phần khởi của thiếu âm kinh, vì nó là, đây nha, chúng ta thấy nè, đây là chiều của dương thăng, mà dương thăng nó theo kinh âm, nó thăng, kinh âm thuộc khí, nó mang cái khí nó đi lên. Do đó cho nên giữa ba kinh âm, ba khí âm, chúng ta sẽ chọn một trong ba khí, hoặc là thiếu âm, hoặc là quyết âm, hoặc là thái âm. Mà quyết âm chúng ta loại bỏ rồi nha, thì chúng ta chỉ còn hai khí âm, khí thiếu âm và khí thái âm. Mà thái âm là cái khí nó tràn đầy cái âm, đúng không ạ? Chúng ta loại luôn, chúng ta chỉ chọn cái thiếu âm mà nó khởi. Tại vì khi mà nó bắt đầu, nó khởi vào giờ tí nha. Khi bắt đầu nó khởi vào giờ tí thì thiếu âm kinh nó khởi trước. Thì thiếu âm đó nó gồm có hai kinh gì? Kinh thận và kinh tâm. Thì giữa hai kinh, kinh thận và kinh tâm, chúng ta chỉ chọn có một kinh để nó khởi. Thì chúng ta chọn kinh gì? Kinh tâm. Lý do tại sao? Kinh tâm nó thuộc thử, nó có, nó thuộc dương, nó thuộc khí nóng. Kinh thủy, kinh thận nó thuộc thủy, nó đi xuống. Tại là chúng ta loại bỏ luôn cái phần kinh thận mà chúng ta chọn kinh tâm. Kinh tâm nó khởi trước vào cái giờ tí. Nhớ lại bài chưa? Rồi. Tâm là thiếu âm. À, cái này là thái âm. Cái này là thiếu âm. Rồi. Ủa? Bình ngon vải. Đúng rồi, thiếu âm, đúng rồi. Yeah. Cái này là thái âm. Trời, anh kêu tôi sửa gì? Gì vậy? Lá trong thiếu dương rồi. Cái kia thiếu dương. Dương minh, dương trong âm. Kinh tâm là trong thiếu âm kinh, mà đó là thiếu dương. Kinh tâm, kinh tâm, thầy nói kinh tâm là dành thuộc thiếu âm kinh, mà đó là thiếu dương, dạ, cái đó là thiếu dương, là phải thiếu âm. Cái này là thiếu dương, cái này là khí thiếu dương. Nó nguyên cái chỗ đó, tôi chưa nói kinh tâm này. Ở đây là khí thiếu dương, ở đây là khí thái dương. Rồi bây giờ chúng ta nói, ở kinh tâm nó khởi trước không ạ? Kinh tâm nó khởi trước. Khi chúng ta chọn kinh tâm nó khởi trước thì có phải là tỉnh vinh vô kinh hợp nó đi theo phải không ạ? Rồi bây giờ khi mà kinh tâm nó khởi trước thì cái lạc khích nó có khởi không? Nó khởi ở tại gì? Ở tại tâm, đúng vậy không? Rồi quý vị xem, chúng ta chọn kinh tâm nó khởi trước thì lạc khích ở kinh tâm nó khởi trước, đúng chưa? Thì chúng ta thấy nè, ở kinh tâm nha, tỉnh, ở kinh tâm tỉnh à, là gì? Hiếu sung phải không ạ? Hiếu sung, vinh, thiếu phụ, vô, thành môn phải không ạ? Kinh, linh đạo phải không ạ? Rồi tới hợp là thứ hải. Chúng ta nói đến huyệt lục khí trước, mà khởi tại kinh tâm. Bây giờ tí, nhớ là bài chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc hết. Thì ở đây, ở kinh tâm, huyệt nào kế tiếp huyệt vô? Bây giờ tôi nói là khích. Khích trước. Khích trước. Khích là huyệt âm. Âm khích hay là âm kỳ? Âm khích. Đúng không ạ? Rồi tới huyệt là. Như vậy đây là thông lý. Huyệt khích đi trước, huyệt lạc kế tiếp. Như vậy là vào giờ tí,
Huyệt khích khởi trước, huyệt lạc khởi sau, đúng không? Đúng. Đúng. Huyệt khích khởi trước nó là quẻ gì của càn hay quẻ khôn? Nó chỉ có càn và khôn thôi. Thì như vậy nó sẽ dẫn tới là khích và lạc ở đây, đúng không ạ? Thì khích là càn hay là khôn? Chúng ta lấy cái khích chúng ta coi trước. Khích là càn hay khôn? Càn. Chúng ta thấy cái năm, cái năm nó khí nhiều hơn huyết, nó khởi từ kinh tâm, khích nó ra trước, khích nó tới trước thì khích nó là càn hay là khôn? Càn thuộc dương hay là càn thuộc âm? Càn thì dương, như vậy khích nó là quả gì? Quả càn. Cái dương nó khởi trước mà, như vậy khích nó khởi trước, do đó cho nên khích của kinh âm nó đâu phải là âm, khích của kinh âm nó khởi trước, mà ở đây là dương nó thăng, khí nó phải nhiều, cho nên bắt buộc cái dương của nó xuất hiện chứ, cái dương của nó phải xuất hiện. Có phải giờ tí tức là bầu trời nó tối phải không ạ? À? Cái dương nó bắt đầu xuất hiện một phần nhỏ, đúng không? Và giờ Sửu thì bầu trời vẫn tối, mà cái dương nó bắt đầu nó xuất hiện thêm nữa, mà ở đây khích nó xuất hiện, có nghĩa là nó phải là quẻ càn để nó đẩy cái dương nó mạnh thêm. Chứ không phải nói là âm dưới đi lên trước này. Không, ở đây nó là âm, vì chúng ta thấy dương bắt đầu khởi, dương bắt đầu thăng, thì cái anh khích này nó phải mang quẻ càn để nó thúc đẩy, để cho nó làm cho cái dương nó vượng thêm. Do đó cho nên âm kỳ, tức là khích huyệt của kinh âm, nó phải là quẻ càn. Khi khích huyệt của kinh âm là quẻ càn thì lạc huyệt của kinh âm nó là quẻ gì? Khôn. Quẻ khôn. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Tại vì sao? Như vậy tất cả các khích huyệt của kinh âm nó là quẻ càn. Nội quan là khích huyệt của kinh, lạc huyệt của kinh Tâm Bồ Đề. Như vậy lạc huyệt, tất cả các lạc huyệt của kinh âm nó đều là quẻ khôn hết. Nội quan là huyệt lạc, nó là quẻ khôn. Liệt khuyết của kinh phế nó là quẻ khôn. Khổng tối của kinh phế nó là quẻ càn. Khích môn nó là huyệt khích của kinh Tâm Bồ Đề, nó là quẻ càn. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Rõ chưa? Nhớ nha. Nó là quẻ càn trước cái đã. Ở đây chúng ta xác định giá trị của lạc khích. Khích huyệt của kinh âm luôn luôn là quẻ càn. Lạc huyệt của kinh âm luôn luôn là quẻ khôn. Chúng ta phải xác định về lý do tại sao nó mang cái càn khôn nó như vậy. Rõ cho thầy chưa? Bây giờ chúng ta đi tiếp nè. Thắc mắc gì không? Cái khích nó đi trước hoặc cái lạc đi trước nó ảnh hưởng đến cái càng hay khôn thôi. Như cái này đó là nó đi trước, mà mấy cái kinh kia là cái lạc nó đi trước. Để lát cho tôi sẽ bàn sâu vấn đề này. Sao? Yeah, cái này là kinh âm khởi, kinh tâm khởi trước, trường hợp mà mấy kinh khác khởi trước thì cái lạc tới trước thì nó là khác. Tại sao kinh bây giờ lát tôi sẽ bàn lại cái vấn đề này nha. Bây giờ tôi sẽ bàn lại cái vấn đề này để lát tôi quý vị sẽ đồng mình. Hiện bây giờ quý vị thắc mắc. Ok. Bây giờ chúng ta xác định là kinh tâm nó khởi trước, đồng ý không? Đồng ý. Mà khi kinh tâm nó khởi trước thì khích huyệt nó phải khởi trước. Mà khích huyệt nó khởi trước thì nó phải mang quẻ càn, và huyệt lạc phải mang quẻ khôn. Như vậy khích huyệt của tất cả các kinh âm nó đều mang quẻ càn, và tất cả các huyệt lạc của kinh âm nó đều mang quẻ khôn. Nắm chưa thầy chưa? Nắm chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đi tiếp này. Khi mà vào giờ Tý thì kinh tâm nó khởi, rồi qua giờ Sửu
tức là kinh ca nó khởi tí nè, sửu nè, dần nè, mão nè, thìn nè, tỵ nè, ngọ. À bây giờ bắt đầu lên ngọ nè, tức là bắt đầu cái anh dương nó bắt đầu nó xuất hiện nè. Đã, ở đây tôi chia ra làm 6. Bây giờ ngọ. Có phải là giờ tí các cái năm nó khởi chưa? Xong giờ nhớ lại bài chưa? Bây giờ chúng ta qua giờ ngọ là bắt đầu kinh dương nó bắt đầu nó xuất hiện, nó vận hành. Đến đây, đến đây thì vào giờ ngọ trong lục khí, trong huyệt lục khí kinh nào nó khởi, nhớ lại bài coi. Kinh đông nó vận hành xong rồi, qua phần của kinh dương nó ra 6 kinh đó. Thế đầu chúng một kinh nào, quên hết bài rồi, quý vị quên hết bài rồi. Trong huyệt lục khí, trong huyệt lục khí như tôi đã giới thiệu là vào giờ tí cho đến giờ tỵ là khởi từ kinh tâm cho đến kinh thận, rồi kinh đờm, đúng vậy, kinh đờm. Vào giờ ngọ là trong huyệt lục khí kinh đờm nó vận hành. Tại sao, tại sao kinh đờm nó vận hành? Bởi vì cái chiều đi lên này của kinh âm, chiều đi xuống này phải của kinh dương. Tại sao chúng ta chọn kinh đỡ? À, chúng ta có ba khí dương. Khí dương đó là dương minh, thiếu dương và thái dương. Dương minh chúng ta loại bỏ, chúng ta chỉ chọn hai cái khí, một cái là thiếu âm, một cái là thái âm nha. Ở đây vì nó mới bắt đầu của phần dương, cho nên cái phần dương người mà ít thì chúng ta loại bỏ cái phần thái dương, tiểu trường bằng quang loại đi, mà chúng ta vẫn giữ cái âm thiếu dương, gồm có tam tiêu và đợm. Thế thì giữa tam tiêu và đợm chúng ta chọn cái nào? Tam tiêu nó thuộc tam tiêu tâm bồ lạc thuộc hỏa biểu lý, can đợm thuộc mộc, can đợm thuộc mộc, mà ở đây là chiều đi xuống, thành ra chúng ta chọn mộc, chúng ta chọn đợm. Nhớ lại bài chưa? Rồi đến đây, đến đây sao mọc mà đi xuống. Chúng ta có hai hình tam giác, học nhiều quá quên. Tam giác thuộc khí và tam giác thuộc huyết. Mộc có phải thuộc huyết không? Đi xuống rồi. Không nhận nhờ gì hỏi mà tôi nhớ thêm à. Rồi bây giờ chúng ta xem nè, ở trong huyệt lục khí nha, trong huyệt lục khí chiều đi lên của nó là kinh tâm, là chúng ta chọn tâm. Chiều đi xuống chúng ta chọn đợm, đúng chưa? Nhớ bài này chưa? Rồi bây giờ đến lạc khích, bây giờ đến lạc khích bắt đầu chúng ta thấy không chọn đợm nữa. Vì lạc khích không chọn đợm, lý do tại sao? Đây là cái lý do quan trọng. Trong 6 kinh âm, quý vị thử tìm xem có cái kinh nào mà huyệt khích đi trước, huyệt lạc đi sau không? Trong 6 kinh âm, trong 6 kinh âm có kinh nào mà huyệt khích đi trước rồi tới huyệt lạc tiếp theo không? Kinh tâm. Chỉ có gì? Chỉ có kinh tâm mà thôi. Còn tất cả 5 kinh kia đều lạc huyệt đi trước và khích huyệt đi sau. Đúng chưa? Như vậy khi vào giờ tí kinh tâm nó khởi, phải không ạ? Chúng ta chọn kinh tâm, nó có một cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là nó trùng với việc của lục khí, chúng ta đã chọn kinh thử. Cái điểm thứ hai là nó chỉ có một kinh tâm duy nhất, là huyệt khích đi trước và huyệt lạc đi sau. Kinh phế, kinh tâm bầu lạc, kinh tỳ, kinh can, kinh thận, 5 kinh kia huyệt lạc đi trước và huyệt khích đi sau. Như vậy khi chúng ta chọn kinh tâm ở đây với điều kiện là huyệt khích đi trước, huyệt lạc đi sau, thì ở tại kinh dương nè, đất đi xuống nè,
chúng ta phải chọn huyệt khích đi trước, huyệt lạc đi sau. Đây là cái quy luật của nó. Khoan, bây giờ quý vị chọn cho tôi cái cơn nào mà huyệt khích đi trước, huyệt lạc đi sau. Sáu cơn dương nha, sáu cơn dương. Chúng ta chọn rồi, bây giờ chúng ta qua sáu cơn dương. Huyệt khích đi trước, huyệt lạc đi sau. Chúng ta xem nha, chúng ta đi từ từ này. Kinh dương lên trước, đại trường. Đại trường, lạc đi trước, khích đi sau. Vậy thì sao? Lạc đi trước, khích đi sau. Tam tiêu thì sao? Lạc trước, khích sau. Đỡm thì sao? Lạc đi trước, khích đi sau. Như vậy đỡm chúng ta không chọn nha. Rồi chúng ta chọn, chọn gì nữa? Tiểu trường. À, tiểu trường thì sao? Dưỡng lão đi trước, chi chấm đi sau. Tức là khích đi trước, lạc đi sau. Chúng ta có tiểu trường. Được chưa? Đó là một kinh. Kinh thứ hai, bà quan thì sao? Khích đi trước, lạc đi sau. Chúng ta có kinh bà quan, tức là kim môn. Và gì nữa? Phong Long phải không ạ? À? Phi Dương, Phi Dương. Rồi, chúng ta có hai kinh. Một là kinh tiểu trường, hai là kinh bằng quang. Tức là Thái Dương kinh, chúng ta có hai kinh. Thì ở đây chúng ta bắt đầu chúng ta chọn. Chúng ta chỉ chọn một kinh mà thôi, mà nó có giá trị. Khích đi trước, gạt đi sau. Chúng ta chọn kinh gì? Tại sao chọn bằng quang? Từ cái nào đi xuống? Từ tiểu đi trường đi xuống hay là từ 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 đỡm nó đi xuống hay là từ cái gì đi xuống? Ai có chọn kinh nào khác không? Chúng ta chỉ có hai kinh thôi mà. Một vị đã chọn kinh bằng quang rồi, chẳng lẽ vị kia lại đồng ý là chọn kinh bằng quang hay sao? Hay là có kinh tiểu trường? Em nghĩ bằng quang, còn em đồng ý khác không? Có ai nghĩ tiểu trường không? Có cái tâm giác nào xuống. Tôi chọn tiểu trường. Lý do thứ nhất, tâm với tiểu trường liên hệ cái gì? Biểu lý. Chúng ta đã biết thì là cổ nhân người ta để lại chúng ta là nguyên, lạc và khích. Ba cái đó đi chung với nhau. Nguyên huyệt đi với lạc huyệt. Vì lý do gì? Vì nó là biểu lý. Khi tôi đã giảng rồi. À, trong biểu lý của cổ y, người ta nói rằng thì là dùng nguyên huyệt của kinh mạch với lạc huyệt của kinh âm bên kia, tức là biểu lý với nhau để trao đổi khí huyết, để làm giảm cái lực mạnh của bên mạnh và làm tăng cái lực yếu của bên yếu. Như vậy là người ta sử dụng biểu lý chứ còn cái gì nữa? Biểu lý nó nằm ở chỗ nào? Biểu lý nằm ở chỗ lạc khích. Người xưa là nguyên lạc khích, thì ở trong lục khí chúng ta loại bỏ nguyên huyệt thì chúng ta chỉ còn lạc khích mà thôi. Thì lạc khích nó phải liên hệ cái gì? Liên hệ biểu lý. Thì như vậy tiểu trường và hoàng quang chúng ta chỉ chọn một mà thôi. Chúng ta chọn cái gì? Chúng ta chọn tiểu trường. Như vậy khi chúng ta chọn tiểu trường thì có nghĩa là lạc của tiểu trường, lạc của tiểu trường nhé, lạc của dương hành gì? Lạc của dương hành gì? Càn hay khôn? Khích của dương hành gì? Càn hay khôn? Bây giờ chúng ta xem có phải là kinh dương khích đi trước không, tức là kinh tiểu trường đó. Như vậy ở tại khích huyệt của kinh tiểu trường hành gì? Hành gì? Đi trước hành khôn, hành càn. Hành khôn, hành khôn. Ở kinh âm là càn nó xuất hiện, tức là khích huyệt của kinh tâm càn nó xuất hiện. Ở kinh dương chúng ta chọn tiểu trường thì khích huyệt đi trước. Khích huyệt của nó hành gì? Hành khôn.
nó đi xuống, nó thuộc âm, đồng ý không? Như vậy tất cả các huyệt, khất huyệt của kinh dương nó hành gì? Hành khôn. Tất cả các lạc huyệt của kinh dương hành gì? Quả cảm. Quý vị thông cái này chưa? Hiểu cái này chưa? Khó không? Không khó. Đồng ý không? Khất huyệt của kinh dương, tất cả các khất huyệt của kinh dương nó là khôn. Kinh dương. Ok. Thì tất cả các lạc huyệt của kinh dương nó là quẻ và càn. Đúng chưa? Thế ai còn thắc mắc gì về tại sao ở kinh tâm mà tại sao không chọn các kinh âm kia không? Chúng ta chọn kinh tâm là bởi vì nó chỉ có, nó có hai lý do. Thứ nhất, nó khởi từ âm trong mình lục khí, trong kinh lục khí, nó khởi từ âm. Lý do thứ hai là chỉ có một mình nó là khất huyệt đi trước, lạc huyệt đi sau. Chúng ta phải chọn nó, đó là lý do đó. Thì từ cái căn bản mà từ khất huyệt đi trước, lạc huyệt đi sau, thì chúng ta mới dẫn tới là có hai kinh, tiểu trường và bàng quang, khất huyệt đi trước và lạc huyệt đi sau. Thì giữa tiểu trường và bàng quang chúng ta chọn một mà thôi. Chúng ta chọn tiểu trường, lý do tâm và tiểu trường liên hệ biểu lý trong điều trị là khích. Đóng chưa? Rõ phải không? Như vậy lạc của kinh dương là quẻ càn, khích của kinh âm là quẻ càn. Tôi bôi này đi được rồi nha. Chúng ta xem này. Thì để trả lời cái câu hỏi số 2 á, tại sao chúng ta dùng lạc hết nha, thì chúng ta xem nè. Lạc của kinh dương, lạc của kinh dương nó sẽ phối hợp với lại lạc của kinh âm, tức là lạc đi với nhau mà. Lạc của kinh dương hành gì? Quẻ càn. Lạc của kinh dương là quẻ càn, nó đi với lại lạc của kinh âm là quẻ gì? Quẻ khôn. Chúng ta thấy điều gì? Càn và khôn tức là dương và âm. Nhiệm vụ của lục khí chúng ta khi điều trị là quân bình cái gì? Quân bình âm dương. Thì lạc huyệt chúng ta sử dụng là nó phải có dương và phải có âm. Nhờ cái dương này và nhờ cái âm này mà nó giúp cho quân bình. Quân bình rất là nhanh. Cho nên khi quý vị sử dụng lạc là lạc hết. Lạc hết đây có nghĩa là gì? Lạc có nghĩa là âm và dương nó quân bình. Khi quý vị sử dụng dương châm, khi quý vị sử dụng dương châm thì tất cả nó đều thuộc dương. Cái dương đó nó phối hợp với lại cái dương của dương châm, nó quân bình cái phần dương. Quý vị thấy rõ không? Khi quý vị sử dụng âm châm, lạc huyệt, tất cả các lạc huyệt của âm châm nó đều là quẻ khôn, thì nó quân bình, nó dung hòa cái phần âm với nhau. Nhưng khi quý vị sử dụng âm và dương, phủ châm có âm và có dương, thì nó nói lên cái nét là âm và dương nó quân bình. Khi quý vị sử dụng túc châm mà quý vị sử dụng lạc hay sử dụng khích thì nó cũng nói lên cái nét quân bình giữa âm và dương. Quý vị thấy không? Như cái bài vừa rồi chúng ta học, tức là kim thủy thử. Tuần vừa rồi chúng ta nói đến kim thủy thử, thủy thử mộc thì nó nói lên cái nét gì? Vừa thủ châm vừa túc châm. Mà thủ châm với túc châm khi quý vị sử dụng lạc, lạc của phần dương nha, lạc của phần dương tức là quẻ càn, lạc phần dương tức là quẻ càn, thì cái phần dương châm riêng không thôi thì nó giúp cho cái phần dương quẻ càn của cả thủ và túc dương châm, nó giúp cho cái phần dương nó ổn định, phần dương. Phải không? Dương châm tức là châm nửa bên, âm châm cũng châm nửa bên mà thuộc phần âm. Nếu quý vị sử dụng quẻ lạc của âm tức là quẻ khôn thì quý vị ổn định cái phần âm.
Quý vị sử dụng khích của âm, tức là nó ổn định cái phần dương của âm. Thế thôi, nó cũng là một thanh. Nhưng nếu quý vị sử dụng lạc của kinh dương mà khích của kinh âm, thì ở đây khích của kinh âm nó là quẻ càn. Quý vị thấy là sao? Lạc của kinh âm mà lại khích của lạc kinh dương đi với khích của kinh âm thì tất cả đều là quẻ càn. Như vậy nó bị không có hòa. Không có hòa được giữa âm và dương. Càn khôn nó không hòa được, mà nó lại ở cái nét thuần càn. Nó làm cho cái dương của nó tăng mạnh. Nó đang mạnh rồi, nó làm tăng thêm mạnh thêm. Nó bị chống, nó bị chọi. Quý vị lưu ý cho nó. Nhưng mà nếu lạc của dương và khích của dương luôn, là âm dương này là càn khôn luôn. Quý vị thấy nè, lạc của chị hỏi câu gì, lạc của gì, lạc của dương, tức là quẻ càn, khích của dương, ok, khích của dương tức là cái âm luôn, ok, khích của dương, khích của dương nó là càn khôn, nó là quẻ khôn, như thế là nó không kết hợp được, nó không kết hợp được cái chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì đây là quý vị sử dụng dương châm, một kinh mà quý vị sử dụng hai hàng một lúc, đây là cái nói cái nét đó. Một kinh mà nói lên cái nét vừa lạc huyệt mà vừa khích huyệt. Thí dụ như kinh Đại Trường đi. Hai huyệt lạc khích quý vị sử dụng chung với nhau. Quý vị tưởng rằng nó hòa hả? Mình thấy nó âm dương là nó hòa đấy. Chúng ta sẽ học đến cái phần bộ thổ, tức là hỏa thổ kim. Hỏa thổ kim. Ở đây nó đi cấn. Ở đây nó đi cấn. Bản tính nó hòa chưa? Chưa. Nếu ở tài kinh Đại Trường mà chị sử dụng lạc và khích nghĩ là nó hòa, thì cái hòa này nó như thế nào? Nó có hòa được hay không? Cái hòa của chúng ta là chúng ta sử dụng ba bộ phối hợp với nhau, nó mới gọi là hòa. Đằng này nếu mà chị phối hợp là giữa càn và khôn cùng một kinh, hay là các kinh kia, tôi bảo là chị Trâm nó không hòa đâu, mà nó còn chọi nữa. Ok, bởi vì cái gốc của nó đã chưa hòa rồi mà chị cho rằng nó hòa ha, thì cái hòa của chúng ta là cái hòa giữa ba bộ với nhau hoặc là hai bộ với nhau. Chúng ta học hai bộ rồi thì cái hòa ở đây tức là gì? Tức là của chúng ta sử dụng lạc là lạc hết, khích là khích hết, hiểu không? Chính lạc với lạc hết, khích với khích hết, nó mới nói được cái giá trị hòa của hai kinh với nhau. Còn tại một kinh bệnh mà sử dụng lạc và khích, nó lại càng thêm bệnh. Không có hòa đâu. Hòa của chúng ta là hai bộ đi với nhau, hoặc ba bộ đi với nhau. Thì lúc bây giờ lạc là lạc hết, khích là khích hết. Do đó cho nên, khi chúng ta phân tích, thì chúng ta phân tích được cái nét càn khôn. Lạc của kinh dương là càn, khích của kinh âm là càn. Khích của kinh dương là khôn, lạc của kinh âm là khôn. Thế thì tôi phân tích như vậy để cho quý vị biết xác định rõ là cái giá trị của càn khôn nó nằm ở chỗ nào trong lạc khích. Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy để cho quý vị thấy thì là chúng ta có sự lý luận một cách rõ ràng. Mà đồng thời tôi bỏ hẳn đi cái phần mà lạc là càn, khích là khôn, tôi loại bỏ đi. Nó rắc rối lắm, nó nhức đầu lắm. Chúng ta chỉ biết thì là cái lý thuyết, cái lý luận để đưa ra giữa sử dụng lạc hết với nhau, sử dụng khích hết với nhau, để cho quý vị thấy rằng nó là dung hòa giữa phần dương châm lạc huyệt, âm châm lạc huyệt, nó quân bình giữa phần càn, quân bình giữa phần khôn. Nếu sử dụng cả âm và cả dương, nó chính là càn khôn. Nói lên cái nét càn khôn, tức là nói lên cái nét giữa âm và dương. Nếu chị sử dụng một kinh Đại Trường, nó có nói lên cái nét của âm trong đó không? Đại Trường thuộc kinh dương mà chị sử dụng lạc khích cùng ở một kinh, chị nghĩ tại vì nó không có cái âm, nó không có kinh âm, nó không có kinh phế, nó không có kinh tỳ. Phế Đại Trường biểu lý, Đại Trường tỳ liên hệ ở hàng thổ. Thành ra nếu mà chỉ ở một kinh mà chị sử dụng lạc khích cùng với nhau, nó không có nói lên được cái nét âm dương.
Mà nếu nếu hai kinh khác nhau, hai kinh dương khác nhau, mình dùng lạc của kinh dương bên này và khích cái dương bên kia, tức là cũng có càng có khôn. Vừa mới nói xong, chúng ta sử dụng dương châm, tức là dương châm, tức là chẳng những hai kinh dương khác nhau mà sáu kinh dương nó khác nhau, đúng không? Không ạ. Dùng dương châm, nếu sử dụng lạc hết thì cái giá trị của nó là càng hết. Mà càng hết tức là nó giúp cho cái phần dương nó thông nhau. Cái càng đây tức là của phần dương nó thông hết, nó thuần càng. Tôi lấy ví dụ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái bài Hỏa Thổ Kim đi, quý vị sẽ thấy rõ. Đây nha, bữa nay chúng ta nói đến Hỏa Thổ Kim, chúng ta đi nhanh một chút xíu nè. Hỏa là chủ kinh nha, hỏa, thổ và kim. Hỏa là chủ kinh. Bây giờ tôi nói dương châm cho quý vị xem. Dương châm này, để trả lời câu hỏi của chị đó. Dương châm, ở đây dương của nó là vậy. Dương ở đây tức là gì? Bằng quang. Dương ở đây tức là đại trường. Chúng ta có vị làm chủ kinh, đại trường và bàng quang làm chủ kinh. Hỏa làm chủ kinh có nghĩa là thổ và kim lực của nó ngang nhau. Nếu lực của nó ngang nhau thì nó cùng yếu, thì cái này phải mạnh. Cái này cùng suy hay là cùng mạnh thì cái này phải yếu. Thì cái này hỏa làm chủ kinh. Rồi chưa? Bây giờ nói dương châm nha. Dương châm. Chúng ta xem. Ở đây giả sử ở đây nó đi tốn. Ở đây nó đi đoài. Mà ở đây nó đi chấn. Chúng ta xem. Hai cái hữu lực, một cái vô lực, tức là cái này suy hay cái này vượng. Cái dương của nó có quân bình không? Không. Không quân bình. Nếu chị sử dụng lạc huyệt của ba kinh dương này, lạc huyệt của kinh dương giá trị của nó là càn, đúng không? Sử dụng lạc huyệt của kinh dương là càn, có nghĩa là gì? Ngoài bắt buộc phải có huyệt lục khí, nếu không có huyệt lục khí thì sử dụng ba cái lạc huyệt này nó không có giá trị. Hiểu chưa này chưa? Nhờ có huyệt lục khí thành ra cái dương này nó hòa chưa? Nó hòa chưa? Hòa. Thì lạc huyệt của ba cái này nó giúp cho cái này hòa không? Bởi vì nó thuộc dương, thành ra ba cái lạc huyệt của nó đều là càn hết, thì nó giúp thêm. Nó giúp thêm. Nó có âm như này không? Không. Không. Nó đã không có âm thì nó chỉ là thuần dương. Hiểu chưa này chưa? Rồi. Nếu như chị sử dụng ở đây là khích huyệt, bỗng nhiên nó có một cái âm trong đó, bởi vì nó là khích huyệt, dùng lạc huyệt của bàng quang nhé, thì bỗng nhiên không sử dụng lạc huyệt mà sử dụng khích huyệt, tức là có cái âm trong đó, nó đang giúp cho hòa phần dương, bỗng nhiên bắn vô một cái phần âm, bị cái gì? Bị rối loạn liền. Hiểu chỗ này chưa? Nó bị sai ngay từ cái căn bản này. Căn bản của nó là gì? Phần dương, nó giúp cho dương, sử dụng lạc huyệt giúp thêm cho dương. Nếu quý vị không xài lạc huyệt mà xài khích huyệt thì có phải rằng thì là sử dụng âm vào với nó để ổn định thêm cái phần dương và phần âm, đúng không? Âm đi với âm, tức là khích, khích và khích, ba khích huyệt. Rõ chưa? Ba khích huyệt này nó nói lên cái nét là âm toàn bộ, cái âm này nó giúp cho cái phần của hòa của cái ba bộ này với nhau. Chúng ta đã biết là dụng dương chữa cho âm, dụng âm chữa cho dương, dụng thủ chữa cho túc, mà phải làm sao hòa thì nó mới nói lên được cái nét đó. Do đó cho nên sử dụng lạc là lạc hết, khích là khích hết, đừng có sử dụng cái lạc rồi cái khích, nó là như vậy. Bây giờ chúng ta xem vị làm chủ kinh.
vì làm chủ kinh thì không có du huyệt, đại trường có du huyệt, phụ kinh, bằng quang có du huyệt. Như vậy vị thổ châm cho hai hành thổ và kim. Thổ của vị tức là huyệt tỉnh nha, tỉnh vâng, như vậy là thêm vinh huyệt. Du huyệt ở đại trường và bàn quan thêm cái gì? Ở đại trường châm hành hỏa, chúng ta xem ở đại trường châm hành hỏa tức là tỉnh vinh du nguyên kinh, như vậy có tinh huyệt. Ở bàn quan chúng ta có du huyệt làm phụ kinh, có du huyệt, chúng ta châm hành hỏa thì chúng ta thấy tỉnh vinh du nguyên, như vậy nguyên huyệt của bàn quan. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái dụng lạc đấy ha, dụng lạc, ba cái này dụng lạc hết, thì chúng ta nên thêm một cái lạc huyệt nữa nha. Thì biểu lý của nó tức là chúng ta có đại trường vị, tức là biểu lý rồi. Bây giờ bà quan thêm một cái nữa là dương châm, bà quan tiểu trường, tiểu trường chúng ta có làm đúng chưa? Phải không? Rồi chúng ta đến cái âm châm nha, dương châm rồi, bây giờ nó âm châm. Âm châm chúng ta chọn cái gì? Chúng ta chọn tâm bồ lạc, tâm bồ lạc làm chủ kinh, rồi phế và tỳ làm phụ kinh. Tỳ có phế có vô huyệt, tâm bồ lạc châm hành thổ và kim, tâm bồ lạc thổ tức là tỉnh, tỉnh cái tâm thêm một hình hợp của kinh dương tức là hợp của tiểu trường, hợp của tẩm chưa, hợp của tiểu trường, hợp của tiểu trường vì nó thuộc thổ, phải không? Yeah. Rồi thêm một huyệt hỏa nữa, hợp kim nữa tức là vinh. Ở kinh tỳ chúng ta có du thêm sử dụng hành hỏa, hỏa của tỳ là âm lăng tuyền hình hợp, đúng không? Yeah. Tỉnh vinh du kinh hợp. Ở kinh phế chúng ta chọn huyệt hỏa tỉnh vinh du kinh 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 kinh, kinh. Bây giờ chúng ta chọn thêm huyệt lạc, sử dụng lạc huyệt. Biểu lý của nó, biểu lý của nó thì chúng ta có tỳ và phế là thái âm kinh, tâm bồ lạc thêm một cái nữa là kinh kim cang, là quyết âm kinh, thêm lạc về. Bây giờ chúng ta sử dụng dương châm và âm châm rồi, bây giờ chúng ta thêm thủ châm. Thủ châm chúng ta chọn gì? Đại trường, tâm bào và phế. Ba kinh này chúng ta chọn thủ châm thì đại trường vẫn giữ, tâm bồ lạc vẫn giữ và phế vẫn giữ. Bây giờ chúng ta xét biểu lý này, bây giờ chúng ta xét lạc thức này. Đại trường và phế là kinh, đại trường và phế là biểu lý, biểu lý. Tùy chúng ta thêm vị, ở đây vị có chưa? Chưa có, thêm vị nha. Thủ châm nha, thêm vị. Tâm bồ lạc. Hả? Tâm bồ lạc. À, tâm bồ lạc, tâm tiêu. À, lộ, tâm bồ lạc, chúng ta thêm nha, tâm tiêu. Tâm tiêu thêm lạc nha. Bây giờ chúng ta xem này, chúng ta xem. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần túc châm đi ha. Phần túc châm thì chúng ta kết hợp luôn. Phần túc châm chúng ta chọn gì? Vị, bàng quan và tỳ. Ba cái này túc châm vẫn giữ các huyệt này, chỉ có lạc giữ và thêm một kinh nữa. Thì chúng ta xem vị đi với tỳ, biểu lý. Rồi bàng quan thêm cái anh thật, phải không ạ? Thêm cái anh thận, thêm cái anh thận sử dụng lạc. Bây giờ chúng ta xem chỗ này, nếu quý vị sử dụng thủ châm
thì quý vị sử dụng đại trường, phế, tâm bộ lạc, tam tiêm, bốn cái lạc về. Nếu quý vị sử dụng tốt trong thì quý vị sử dụng bàng quang, vị, tỳ và thận nha. Nếu quý vị sử dụng dương châm thì quý vị thêm căn tiểu trường. Nếu quý vị sử dụng âm châm thêm căn càng. Thì trong trường hợp này nếu quý vị sử dụng hết thì tất cả các kinh này là huyệt chúng ta nên xài. Tốt nhất để cho dễ nhớ nhất là chúng ta sử dụng 6 huyệt lạc của kinh âm và 6 huyệt lạc của kinh dương. Bởi vì sao? Ở đây chỉ có 5 huyệt của kinh dương và 5 huyệt của kinh âm mà thôi. Thêm vào đó đều để cho đầy đủ. Rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến bộ thổ làm chủ kinh. Bộ thổ làm chủ kinh, hỏa và kim làm phụ kinh. Thủ châm nha. Bộ thổ làm chủ kinh, thủ châm nè. Bộ thổ làm chủ kinh thì chúng ta có đại trường, tỳ thuộc tốt, vị tâm bào và bàng quang phế. Về thủ châm mà bộ thổ làm chủ kinh chúng ta chọn đại trường, phụ kinh chúng ta có tâm bồ lạc và phế. Tâm bồ lạc chúng ta có du huyệt, phế chúng ta có du huyệt. Ở kinh đại trường chúng ta không có du huyệt mà chúng ta có hai hành gì? Hai hành đó là hỏa và kim. Hóa người của đại trường, hóa người của đại trường, phải không ạ? Ở kinh đại trường chúng ta châm hỏa, tức là chúng ta châm tĩnh, vinh, du, nguyên, kinh. Như vậy chúng ta có huyệt kinh. Rồi ở tâm bồ lạc và phế, ở kinh đại trường chúng ta châm thêm hành kim, tức là tĩnh, tĩnh và kim, đúng chưa? Rồi tâm bồ lạc và phế chúng ta sử dụng về phần tâm bồ lạc chúng ta cho mình thổ, tức là huyệt tĩnh, mà tĩnh kinh âm nên có huyệt hợp của kinh dương nha, tức là huyệt hợp của tiểu trường. Rồi ở kinh phế chúng ta sử dụng du huyệt và thêm một huyệt thành thổ. Ở phế chúng ta có cái gì? Chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh, hợp, huyệt hợp của kinh phế. Nếu chúng ta sử dụng lạc huyệt nha, sử dụng lạc huyệt thì ở ba cái lạc huyệt này chúng ta nên thêm một cái lạc huyệt nữa. Ở đây chúng ta có phế đại trường nên hệ đủ lý, chúng ta có tâm bồ lạc thì chúng ta nên thêm kinh tam tâm tiêu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến tốt châm. Ở tốt châm thì chúng ta chọn kinh gì? Tỳ làm chủ kinh. Phụ kinh tức là chúng ta có vị và bàng quang. Ở tỳ chúng ta không sử dụng du huyệt, vị và bàng quang chúng ta sử dụng du huyệt. Ở tỳ chúng ta chọn hai hành, đó là hỏa và kim. Chúng ta xem kim tức là huyệt tĩnh, tĩnh kinh âm. Chúng ta có một huyệt hợp tức là kinh bàng quang, tức là kinh đợn, hợp của đợn, hợp của đợn. Ở kinh vị chúng ta châm huyệt thành thổ thì huyệt ở vị tức là huyệt tĩnh. Ở bàng quang chúng ta chọn huyệt thành thổ tức là tĩnh, vinh, du, nguyên, kinh. Phải không ạ? Tức là huyệt con lôn đó, tức là kinh huyệt. Đến đây chúng ta tốt châm chúng ta nên phối hợp thêm một cái lạc huyệt. Chúng ta chọn kinh gì? Tùy vị liên hệ biểu lý, bàng quang chúng ta nên chọn thần.
về thủ châm, về túc châm, về phần âm châm chúng ta có tâm bầu lạc, tỳ và thập, à xin lỗi, tỳ và về âm châm, tâm bầu lạc, phế và tỳ, ba kinh này vẫn giữ. Nếu chúng ta sử dụng lạc mà chúng ta sử dụng biểu lý thì chúng ta có tỳ phế là kinh thái âm, chúng ta có tâm bầu lạc thì chúng ta nên thêm cái anh gan, gan cho tâm bầu lạc. Về phần dương châm chúng ta có gì? Đại trường, tam tiêu và đại trường, vị và bàng quang. Nếu sử dụng lạc chúng ta nên thêm một kinh nữa, đại trường và vị là dương minh kinh, và bàng quang chúng ta nên thêm cái tiểu trường. Nhưng nếu phối hợp giữa thủ tốt âm dương thì tôi đề nghị là thêm sáu huyệt lạc, sử dụng sáu huyệt lạc của thủ châm và sáu huyệt lạc của túc châm, nghĩa là sáu huyệt lạc của dương châm và sáu huyệt lạc của âm châm. Rõ chưa? Thì bây giờ chúng ta đi tiếp một bộ nữa là chúng ta xong cái phần hỏa thổ kim. Mà lấy kim làm chủ kinh nhé, kim làm chủ kinh thì hỏa và thổ là một phụ kinh. Khi quý vị lấy kim làm chủ kinh thì hỏa và thổ lực của nó ngang nhau, hoặc là cùng vượng hoặc là cùng suy nha. Nếu hai cái này vượng thì cái này suy, nếu hai cái này suy thì kia vượng. Dùng kim làm chủ kinh để trao đổi, để quân bình khí huyết giữa nó với nhau. Bây giờ chúng ta nói đến dương châm. Ở kim chúng ta có bàng quang phế, ở bên này hỏa chúng ta có vị tâm bào, ở bên này chúng ta có đại trường và tỳ. Và phần dương châm chúng ta chọn một kim làm chủ kinh, tức là kinh bàng quang làm chủ kinh, vị và đại trường, vị và đại trường làm phụ kinh, vị và đại trường có du huyệt. Ở bàng quang chúng ta chọn hai hàng hỏa và thổ. Hỏa của bàng quang tức là chúng ta xem bàng quang hỏa của nó tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh, nguyên và kinh, nguyên và kinh huyệt của kinh bàng quang tức là hỏa và thổ. Vị chúng ta có du huyệt châm hành kim, chúng ta xem vị tĩnh, vinh, vinh huyệt của kinh vị là hành hình kim. Đại trường huyệt kim của nó là huyệt tĩnh nha. Nếu quý vị sử dụng khích huyệt thì chúng ta nên chọn thêm một kinh nữa, đó là gì? Chúng ta thấy đại trường và vị là dương minh, có bàng quang thì nên thêm tiểu trường, thêm một khích huyệt nha. Rồi bây giờ chúng ta nói đến phần âm châm. Âm châm thì chúng ta chọn phế làm chủ kinh, tâm bầu lạc và tỳ là phụ kinh. Tâm bầu lạc và tỳ là phụ kinh, chúng ta có du huyệt. Ở phế chúng ta sẽ chọn hai hành, đó là hành hỏa và hành thổ. Chúng ta bắt đầu xem tĩnh, vinh, du, kinh. Chúng ta có huyệt kinh và huyệt hợp của kinh thế. Rồi tâm bầu lạc nha, tâm bầu lạc chúng ta sẽ chọn hành kim. Như vậy chúng ta thấy tĩnh vinh, do đó cho nên vinh huyệt của tâm bầu lạc là hành kim. Kinh tỳ chúng ta có huyệt tĩnh là kim, mà tĩnh kinh âm thì chúng ta sẽ phối hợp với huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt dương minh quyền đó, hợp của đỡ. Rồi bây giờ chúng ta nói về phần thủ châm. Thủ châm thì chúng ta chọn đại trường,
phế và tâm bồ đề, trong đó phế về phần âm châm, về phần âm châm chúng ta nên chọn một kinh nữa, đó là kinh gì? Chúng ta thấy tỳ và phế là kinh Thái Âm. Chúng ta có tâm bồ đề, chúng ta nên chọn kinh Can. Can tâm bồ đề thuộc về quyết âm nha. Rồi bây giờ chúng ta nói đến thủ châm, chúng ta có kinh Đại Trường, kinh Phế và kinh Tâm Bào, các nguyệt vẫn giữ như vậy nha. Bây giờ chúng ta xem, nếu chọn âm châm thì chúng ta có nếu chọn thủ châm chúng ta có Phế, Đại Trường, Liên Hệ, Biểu Lý. Chúng ta có tâm bồ đề thì chúng ta nên chọn Can Tâm Tiêu, nên chọn thêm kinh Tâm Tiêu với thủ châm. Túc châm chúng ta có Bằng Quang, Vị và Tỳ. Các huyệt vẫn giữ như vậy. Về phần khích huyệt chúng ta hỗ trợ thì chúng ta có Tỳ Vị, Liên Hệ, Biểu Lý. Bằng Quang chúng ta có thêm Thận nha. Thì tóm lại nếu quý vị sử dụng đầy đủ luôn nha, thủ và túc châm, âm và dương châm, thì quý vị nên thêm làm sao cho đủ 6 huyệt lạc hoặc 6 huyệt khích của 6 kinh dương thủ và 6 kinh âm, 6 kinh dương túc, âm túc châm làm huyệt hết. Quý vị có gì thắc mắc không? Thắc mắc là thầy đến đi ở đó một chiều không? Âm kinh âm kinh dương cũng đi thêm một chiều. Ủa vậy chứ chúng ta học hồi nào giờ hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh tử, nó đi theo cái chiều tương sinh chứ, chỉ có đi ngược lại hả? Chỉ muốn học ngược lại, tôi chỉ gì học ngược lại. Thấy có bài cũng phản sinh này kia đó là về nói về cái gì nữa? Phản sinh là nói về cái gì? Nói về cái khí huyết của nó. Học nhiều quá đã quên. Cái sự lý luận của chúng ta bây giờ, kim làm chủ kinh, hỏa thổ làm phụ kinh, kim làm chủ kinh lực của nó đi càn, ví dụ như vậy, ở đây lực của nó đi khôn, lực của nó đi chấn, vô lực, hai lực này vô lực, lực này hữu lực. Thuận sinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cái hành của nó là hành tương sinh, luôn luôn là nó đi theo cái lục khí, đồng ý chưa? Bây giờ lý luận này chúng ta thấy thổ và kim, âm thổ và âm kim thông không? Thông. Thông không? Thông. Âm nó thông nhau, tức là nó tương sinh và phản sinh được. Nhưng mà cái chánh khí của thổ khí và chánh khí của kim khí thì thổ sanh kim quá nhiều và kim không phản sanh được thổ. Nắm cái này chưa? Trong hai cái phần này, hỏa và thổ, thì âm thổ và âm hỏa nó thông không? Không thông. Âm hỏa sanh âm thổ quá nhiều, ngược lại âm thổ không phản sanh được âm hỏa. Chúng ta lý luận theo cái chiều đó, tức là chiều phản sanh và tương sanh, đúng không? Chứ chúng ta không bao giờ tính huyệt theo cái lối phản sanh. Nếu mà chị muốn tính theo lối phản sanh thì chị tính đi à, sai đáng chịu, tôi không bảo đảm. Đừng nói thầy đạo thì dễ vậy là sai. Ok, còn gì thắc mắc không? Không có, chúng ta nghỉ ở đây nha. Kỳ tới chúng ta, kỳ tới quý vị soạn cho tôi nha. Kỳ tới quý vị soạn cho tôi 3 bộ. Bây giờ tôi lấy bộ Thủy đi trước nha. Thủy làm chủ kinh nha. Chúng ta đánh hai phần kim mộc, Thủy làm chủ kinh sử dụng cho kim mộc, được chưa? Rồi chúng ta lên ở đây.
Thưa các bạn và thưa quý vị, kỳ này tôi xin trình bày cái bộ Hỏa Thổ Kim. Ba bộ Hỏa Thổ Kim thì như chúng ta đã biết đó, là chúng ta dùng salon phát cắt và dán lên trên bề, thì tôi chỉ lướt qua cái phần này thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào Hỏa Thổ Kim nha. Thì tôi trình bày bộ Hỏa trước. Và Hỏa là chủ kinh, Thổ Kim làm phụ kinh. Thì Hỏa tức là kinh Tâm Bồ Đà. Chúng ta đã biết là ở bộ thốn bên tay phải tức là bộ Hỏa. Thổ là bộ thốn ở bên tay trái, Kim là bộ quan ở bên tay phải. Có nghĩa là khi quý vị xem mặt, quý vị sao thấy thì là bộ Hỏa nó quá mạnh so với Thổ và Kim. Có nghĩa là Thổ và Kim lực bằng nhau, hoặc là Hỏa quá yếu so với Thổ và Kim. Thổ và Kim lực của nó bằng nhau. Như vậy ta lấy Hỏa làm chủ kinh để trao đổi khí huyết cho Thổ và Kim. Thế thì bộ Hỏa tức là ở kinh Tâm Bồ Lạc. Vì là chủ kinh cho nên kinh Tâm Bồ Lạc không có du huyệt. Nó sẽ có hai huyệt, hành Thổ và hành Kim. Thổ huyệt của kinh Tâm Bồ Lạc là huyệt Tẫn. Khi quý vị sử dụng Tẫn kinh âm thì quý vị sẽ sử dụng Hợp kinh dương. Huyệt Hợp kinh dương tức là huyệt hợp ở kinh Tiểu Trường. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo là Kim. Kim huyệt của kinh Tâm Bồ Lạc là huyệt La Cung, vinh huyệt của nó. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái kinh Thổ và kinh Kim. Kinh Kim tức là kinh Phế, nó có du huyệt. Kinh Thổ tức là kinh Đại Trường, nó sẽ có du huyệt vì là phụ kinh. Rồi, cả hai kinh Thổ và Kim sẽ sử dụng huyệt thành Hỏa. Hỏa huyệt của kinh Phế là huyệt kinh. Hỏa huyệt của kinh Đại Trường cũng là huyệt kinh. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến Lạc Khích nha. Thì kinh Tâm Bồ Lạc, cho dẫu rằng nó là chủ kinh hay không, nó cũng đều có huyệt lạc. Ở đây chúng ta sử dụng lạc huyệt nha. Thì lạc huyệt của kinh Tâm Bồ Lạc là huyệt nội quan. Lạc huyệt của kinh Phế là huyệt liệt huyết. Và lạc huyệt của kinh Đại Trường tức là huyệt thiên lực. Rồi, bây giờ chúng ta đã có ba lạc huyệt. Bây giờ chúng ta nên thêm một lạc huyệt nữa là bốn huyệt. Thì chúng ta thấy Phế Đại Trường là biểu lý, kinh Tâm Bồ Lạc là nên có kinh Tam Tiêu. Như vậy là kinh Tam Tiêu so với Tâm Bồ Lạc là biểu lý. Như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần Hỏa làm chủ kinh, Thổ Kim làm phụ kinh về thủ châm. Đúng không ạ? Khi quý vị lưu ý, khi quý vị trao đổi khí huyết giữa hai tay thì chúng ta đều có đầy đủ thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Như vậy là chúng ta xong phần thủ châm. Bây giờ chúng ta nói đến phần túc châm. Về phần túc châm thì chúng ta tương tự, chúng ta cũng có Hỏa làm chủ kinh và Thổ Kim làm phụ kinh. Hỏa tức là kinh vị. Vì Hỏa làm chủ kinh cho nên không có du huyệt. Chúng ta có hai huyệt, hành Thổ và hành Kim. Sau khi chúng ta sử dụng huyệt Thổ và huyệt Kim thì chúng ta phối hợp với nó là chúng ta kiếm kinh Thổ và kinh Kim. Kinh Thổ là kinh Tỳ, kinh Kim là kinh Bằng Quang. Như vậy ở kinh Tỳ chúng ta, vì nó là phụ kinh cho nên chúng ta có du huyệt. Kinh Bằng Quang vì nó là phụ kinh cho nên chúng ta có du huyệt. Rồi, ở tại hai kinh này chúng ta sẽ kiếm huyệt hành Hỏa. Kinh Tỳ hỏa huyệt của nó là Âm Lăng Tuyền. Kinh Bằng Quang
hóa huyệt của nó là huyệt nguyên. Rồi bây giờ chúng ta xem là sử dụng huyệt lạc ở ba kinh này nha. Lạc huyệt của tỳ là công tôn, lạc huyệt của vị là phong long, và lạc huyệt của bàng quang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiếm một lạc huyệt nữa. Ở đây chúng ta có tỳ vị là biểu lý, bàng quang thì chúng ta phải kiếm thêm một kinh nữa là kinh thận. Thận bàng quang liên hệ biểu lý, như vậy lạc huyệt của thận là đại trung. Rồi như vậy là tôi đã trình bày xong phần túc châm, mà hỏa làm chủ kinh, thổ kim làm phụ kinh. Bây giờ chúng ta nói đến phần dương châm. Về dương châm thì chúng ta thấy hỏa tức là kinh vị, nó không có du huyệt. Hai kinh hỗ trợ tức là thổ và kim, thổ tức là đại trường, kim tức là bàng quang. Như vậy chúng ta đã có được đầy đủ các huyệt của lục khí. Bây giờ chúng ta sẽ chọn huyệt lạc để phối hợp. Thì chúng ta có đại trường vị, đại trường vị là dương minh kinh. Chúng ta có bàng quang và chúng ta có ngoại quan tam tiêu. Chúng ta thấy nè, đến đây chúng ta thấy kinh bàng quang nó được nối tiếp ở kinh tiểu trường nha. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta chọn lạc huyệt ở tại kinh tiểu trường thêm nữa nha, lạc huyệt từ kinh tiểu trường. Hai là chúng ta thêm lạc huyệt của bàng quang, tức là nó có sự liên hệ giữa tiểu trường và bàng quang, là kinh Thái Dương kinh nha. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta có kinh tam tiêu, như vậy là chúng ta cần thêm kinh đởm nha, để nói lên cái nét thiếu dương kinh. Và cách thứ ba là chúng ta để nguyên, tức là tam tiêu và bàng quang vẫn giữ nguyên. Thế thì nếu như quý vị chọn thêm huyệt lạc mà quý vị vẫn giữ ngoại quan và huyệt của kinh bàng quang, lạc huyệt kinh bàng quang, thì quý vị giữ nguyên như vậy. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu quý vị thêm huyệt lạc chi chấm để nó nối tiếp với kinh bàng quang nha, thì quý vị nên thêm lạc huyệt của kinh đởm. Như vậy là chúng ta có 6 lạc huyệt. Quý vị nắm được rồi chưa? Nếu như sử dụng dương kinh không thôi, thì quý vị, nếu quý vị muốn thêm huyệt thay vì ngoại quan nha, thì quý vị nên thêm chi chấn và lạc huyệt của đợm, để chúng ta có đầy đủ 6 lạc huyệt. Đó là cách hay nhất. Còn không, quý vị vẫn giữ 4 cái lạc huyệt này. Quý vị nắm chưa? Bây giờ chúng ta qua cái âm châm. Về âm châm thì chúng ta có kinh Tâm Bồ Lạc nha. Ở kinh Tâm Bồ Lạc làm chủ kinh, không có du huyệt. Có kinh Phế và kinh Tỳ, tức là thổ kim. Thì chúng ta có lạc huyệt nha, lạc huyệt. Lạc huyệt chúng ta xem nè. Ở kinh Tỳ và kinh Phế là hai kinh thuộc về Thái Âm kinh. Chúng ta có lạc huyệt của kinh Thận và kinh Tâm Bảo. Một cái là túc thiếu âm thận, một cái là thủ khuyết âm Tâm Bồ Lạc nha. Thì quý vị xem nè, nếu như quý vị sử dụng để nguyên như vậy được, không sao hết. Tức là chúng ta có 4 cái huyệt lạc. Nếu quý vị muốn thêm thì quý vị nên thêm ở kinh Can và kinh Tâm. Chúng ta có 6 cái lạc huyệt của thuộc kinh Tâm. Lưu ý cái đó. Một là chúng ta giữ nguyên 4 huyệt lạc, hai là chúng ta thêm thì thêm 2 huyệt lạc ở túc nữa và ở thủ nữa. Túc chúng ta thêm lạc của Can, thủ chúng ta thêm lạc của kinh Tâm, là chúng ta có đầy đủ 6 cái lạc huyệt của nó. Thì như vậy nếu như quý vị sử dụng vừa thủ vừa túc, vừa âm vừa dương, tức là tất cả luôn, thì chúng ta giữ nguyên các lạc huyệt như vậy, không thêm và không bớt. Nếu quý vị thêm thì quý vị nên thêm 2 lạc huyệt ở dương và thêm 2 lạc huyệt ở âm, tức là chúng ta có đầy đủ 6 lạc huyệt của dương và 6 lạc huyệt của âm.
Như vậy là tôi đã trình bày xong, bộ hỏa làm chủ kinh, thổ và kim làm phụ kinh, thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thao_đang5@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã trình bày xong bộ hỏa làm chủ kinh, thổ kim làm phụ kinh rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sử dụng thổ làm chủ kinh, hỏa và kim làm phụ kinh. Thì bây giờ chúng ta xem, khi chúng ta xem mặt thì chúng ta thấy bộ thổ nó quá vượng so với bộ thốn ngũ quan, tức là hỏa và kim ở đây. Thì chúng ta sử dụng thổ làm chủ kinh, hỏa và kim làm phụ kinh. Hoặc là bộ thổ quá suy so với cái lực vượng ở đây mà hỏa và kim nó quá vượng, như vậy chúng ta vẫn giữ thổ làm chủ kinh để trao đổi khí huyết cho hỏa và kim. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta xem về thủ châm. Khi quý vị trao đổi khí huyết giữa hai tay thì chúng ta có bốn cách: thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta nói đến thủ châm trước. Thì ở bộ thổ, tức là chúng ta có đại trường nha, đại trường thuộc thổ. Rồi chúng ta có hỏa và kim. Hỏa và kim thủ châm có nghĩa là kinh Tâm Bồ Lạc và kinh Phế. Ở kinh đại trường là chủ kinh không có du huyệt. Chúng ta sẽ chọn hai hành, đó là hành thổ, đó là hành hỏa và hành kim. Hành kim tức là huyệt tĩnh của kinh đại trường. Hành hỏa tức là huyệt kinh của kinh đại trường. Bây giờ chúng ta đến phụ kinh Tâm Bồ Lạc và kinh Phế. Hai kinh này vì là phụ kinh cho nên chúng ta có vô huyệt. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hai huyệt ở tại kinh Tâm Bồ Lạc và kinh Phế. Hành của nó là hành thổ. Thì ở kinh Tâm Bồ Lạc, thổ huyệt là huyệt tĩnh. Khi quý vị chọn tĩnh của kinh âm thì quý vị nên phối hợp với huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt tiểu hải. Rồi bây giờ chúng ta nói đến kinh Phế. Kinh Phế chúng ta sẽ chọn thổ huyệt. Thổ huyệt của kinh Phế tức là huyệt hợp xếp trần. Rồi bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Khi quý vị chọn khích huyệt thì quý vị, chúng ta có ba kinh, chúng ta nên chọn khích huyệt của ba kinh. Đối với kinh Phế, khích huyệt của nó là Khổng Tối. Đối với kinh Tâm Bồ Lạc, khích huyệt của nó là Khích Môn. Rồi, ở kinh Đại Trường, khích huyệt của nó là huyệt Ôn Lưu. Như vậy là chúng ta có 3 khích huyệt nha. Bây giờ chúng ta nên chọn thêm một khích huyệt nữa. Thì chúng ta có Phế Đại Trường liên hệ biểu lý. Tâm Bồ Lạc, chúng ta cần nên huyệt ở kinh Tam Tiêu, tức là huyệt khích của kinh Tam Tiêu. Rồi, như vậy là tôi đã trình bày xong thủ châm mà bộ thổ làm chủ kinh, kim và hỏa làm phụ kinh. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần túc châm. Về túc châm thì thổ tức là kinh tỳ. Ở kinh tỳ làm chủ kinh thì không có du huyệt. Chúng ta sẽ chọn hai hành, hành đó là hành hỏa và hành kim. Thì kim huyệt của kinh tỳ tức là huyệt tĩnh. Khi quý vị chọn tĩnh huyệt của kinh âm, quý vị nên chọn thêm một huyệt hợp của kinh dương, đó là ở kinh tỳ thuộc thổ thì chúng ta chọn kinh dương thuộc thử, mà thử tức là kinh đởm. Như vậy là chúng ta có huyệt Dương Lăng Tuyệt. Rồi bây giờ chúng ta
Nói đến huyệt tiếp theo, chúng ta có huyệt kim. Bây giờ chúng ta sẽ chọn huyệt hỏa, hỏa huyệt của kinh tỳ, tức là huyệt âm lăng tuyệt. Sau khi chúng ta chọn kim và hỏa, huyệt kim, huyệt hỏa ở trên kinh tỳ, thì chúng ta sẽ chọn kinh, kinh hỏa và kinh kim. Kinh hỏa tức là kinh vị, kinh kim tức là kinh bàng quang. Như vậy là hỏa tức là huyệt chủ kinh có du huyệt là hàm cốc, ở kinh bàng quang có du huyệt là phụ kinh. Rồi, ở tại kinh vị và kinh bàng quang, chúng ta nên chọn huyệt hàm thổ. Thì thổ huyệt của kinh vị tức là huyệt tĩnh, thổ huyệt của kinh bàng quang tức là huyệt côn lôn, huyệt kinh. Rồi bây giờ chúng ta chọn khích huyệt. Khích huyệt của kinh tỳ tức là huyệt địa cơ, khích huyệt của kinh vị tức là huyệt lương khư, à huyệt là phong lâm lương khư, lương khư. Dạ. Khích huyệt của kinh bàng quang tức là huyệt kim môn. Rồi, như vậy là tôi đã trình bày xong túc châm của hai kinh phụ tức là hỏa và kim, một kinh chủ tức là kinh tỳ và thổ. Thì bây giờ chúng ta nói đến dương châm. Về phần dương châm thì chúng ta thấy thổ làm chủ kinh tức là đại trường không có du huyệt. Nha, chúng ta có hai huyệt hành kim và hành hỏa. Rồi, thì phụ kinh tức là kinh hỏa là kinh vị, phụ kinh là kinh bằng quang kim, chúng đều có du huyệt và huyệt hành thổ. Bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Bây giờ chúng ta xem đại trường và vị là dương minh kinh. Chúng ta có tam tiêu, nếu tam tiêu mà đi với đợm thì nó sẽ là thiếu dương kinh. Đằng này đợm không có huyệt nào hết, như vậy nó chỉ có huyệt ở trên kinh bằng quang. Nếu quý vị sử dụng dương châm, do thủ châm và túc châm nó có hai huyệt, tức là huyệt ở kinh tâm tiêu và huyệt ở huyệt khích ở kinh bằng quang. Khi quý vị sử dụng khích huyệt thì tất cả đều là khích huyệt hết, mà chúng ta nên tính theo cái số chẵn 2, 4 và 6 nha. Ở đây chúng ta có 4 khích huyệt. Nếu quý vị, cách thứ nhất quý vị để luôn. Cách thứ hai, quý vị có thể sử dụng thêm 2 cái khích huyệt nữa để nó nối tiếp đủ 6 kinh dương, tức là khích huyệt của kinh tiểu trường nối với bàng quang, khích huyệt của tam tiêu nối với đợm. Như vậy là chúng ta có 3 dương, thiếu dương, dương minh và thái dương đều đầy đủ trọn vẹn. Nha, đây là cái cách mà tôi giới thiệu trước. Bây giờ chúng ta nói đến âm châm. Về phần âm châm, do thủ châm và túc châm, nó dẫn truyền đến thổ làm chủ kinh, tức là kinh tỳ không có du huyệt và có hai huyệt thành kim và hành hỏa. Thì hỏa chúng ta đã có kinh tâm bầu lạc nha, rồi ở kinh phế là kim nha. Bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Thì khích huyệt ở kinh tỳ và kinh phế, kinh tỳ và kinh phế là kinh thái âm kinh. Rồi, chúng ta có khích huyệt ở kinh tâm bầu lạc và khích huyệt của kinh tâm bầu lạc thêm cam. Rồi, chúng ta nên thêm một kinh nữa phải không ạ? Đúng rồi. Chúng ta nên thêm một kinh nữa. Thì ở đây vừa rồi túc châm chúng ta thiếu một kinh. Vừa rồi túc châm chúng ta thiếu kinh thận, phải không ạ? Tức là có 4 kinh. Bằng quang thận. Rồi, bây giờ chúng ta thêm khích huyệt của kinh thận. Nó liên hệ thận bằng quang biểu lý đó. Thì do thủ châm và túc châm nó dẫn truyền đến cho chúng ta là kinh tâm bầu lạc với kinh thận. Kinh tâm bầu lạc và kinh thận, cách thứ nhất, cách này quý vị giữ nguyên, không thay đổi, không thêm nha. Nếu quý vị muốn thêm thì tôi đề nghị quý vị nên thêm ở kinh tâm và kinh can. Khi quý vị thêm khích huyệt ở kinh tâm thì nó sẽ liên lạc với lệ thận, thận tâm là thiếu âm kinh. Ở kinh can và kinh tâm bầu lạc là nơi liên hệ quyết âm kinh. Nếu quý vị thêm là thêm 2 kinh đó khích huyệt cho đủ 6 khích huyệt. Rồi, thì tôi đã trình bày xong phần túc châm và thủ châm, âm châm và dương châm.
của bộ thổ làm chủ kinh, kim và hỏa làm phụ kinh. À, quý vị nào có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thao_đặng5@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin trình bày tiếp bộ ba tức là hỏa thổ kim. Mà vừa rồi tôi đã trình bày xong bộ hỏa, bộ thổ, bây giờ chúng ta nói đến bộ kim. Bộ kim làm chủ kinh, hỏa và thổ làm phụ kinh. Khi quý vị nghe mặt thì quý vị sẽ thấy, nếu quý vị chọn bộ kim làm chủ kinh tức là bộ quan ở bên tay phải, như vậy nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nó quá mạnh so với hai bộ thốn, lực của nó ngang bằng nhau, quá yếu mà bộ kim quá mạnh, thì quý vị lấy bộ kim làm chủ kinh trao đổi khí huyết cho hỏa và thổ. Trường hợp thứ hai, bộ kim quá yếu mà hai bộ thốn rất là mạnh, thì quý vị nên chọn bộ kim làm chủ kinh, hỏa và thổ làm phụ kinh. Bây giờ chúng ta nói đến bộ kim làm chủ kinh, tức là nói đến kinh phế. Ở kinh phế vì là chủ kinh cho nên không có du huyệt, nó sẽ trao đổi hành của hỏa và thổ. Hỏa huyệt của kinh phế tức là huyệt kinh, thổ huyệt của kinh phế tức là huyệt hợp xích trạch. Khi quý vị chọn hỏa và thổ rồi thì chúng ta sẽ chọn kinh hỏa và kinh thổ. Kinh hỏa tức là kinh tâm bồ lạc, kinh thổ tức là kinh đại trường nha. Rồi thì ở hai kinh này vì là phụ kinh cho nên nó có du huyệt. Ở tại kinh đại trường và kinh tâm bồ lạc, quý vị sử dụng huyệt thành kim. Thì kim huyệt của kinh tâm bồ lạc tức là huyệt vinh, kim huyệt của kinh đại trường tức là huyệt tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc huyệt nha. Thì khi quý vị sử dụng lạc huyệt thì quý vị không sử dụng khích huyệt. Bây giờ chúng ta xem, bây giờ lạc huyệt của kinh phế tức là liệt huyệt, khích huyệt chúng ta không xài. Lạc huyệt nội quan của kinh tâm bồ lạc, khích huyệt chúng ta không xài. Ở đại trường, lạc huyệt của nó là thiên liệt chúng ta xài, khích huyệt ôn lưu chúng ta không xài. Bây giờ chúng ta nói đến thêm một huyệt nữa, thì chúng ta có phế đại trường là biểu lý, nó ổn định rồi. Kinh tâm bồ lạc cần phải có một kinh nữa, tức là kinh tam tiêu. Ở kinh tam tiêu thì lạc huyệt chúng ta xài và khích huyệt chúng ta không xài. Rồi bây giờ chúng ta nói phần thủ châm đã xong nha. Bây giờ chúng ta nói đến phần túc châm. Ở túc châm thì bộ kim làm chủ kinh, tức là kinh bằng quang. Kinh bằng quang làm chủ kinh thì không có du huyệt, nó sẽ có hai huyệt, một là hành hỏa, hai là hành thổ. Hỏa huyệt của kinh bằng quang tức là huyệt nguyên, thổ huyệt của kinh bằng quang tức là huyệt kinh. Rồi sau khi quý vị chọn kinh bằng quang có hai huyệt hỏa và thổ thì quý vị chọn hai kinh, kinh hỏa và kinh thổ. Kinh hỏa tức là kinh vị, kinh thổ tức là kinh tỳ. Kinh hỏa chúng ta có du huyệt vì là phụ kinh, kinh tỳ chúng ta có du huyệt vì là phụ kinh. Hai phụ kinh này chúng ta nên chọn huyệt thành kim để phối hợp. Thì kim huyệt của kinh vị tức là huyệt vinh, kim huyệt của kinh tỳ tức là huyệt tĩnh. Khi quý vị sử dụng tĩnh kinh âm thì quý vị chọn huyệt hợp của kinh dương, tỳ thuộc thổ thì chúng ta chọn dương thuộc thử, tức là kinh
tạm, tức là huyệt dương lăng tuyệt. Rồi bây giờ chúng ta chọn lạc khích. Lạc chúng ta sử dụng, khích chúng ta không xài. Lạc huyệt của tỳ là công tôn, khích là địa cơ, chúng ta không xài. Ở kinh vị, lạc là phong long, chúng ta xài. Khích là lương khưu, chúng ta không xài. Ở kinh bàng quang, lạc là phi dương, chúng ta xài. Khích là kim môn, chúng ta không xài. Phải không ạ? Như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần túc châm. Thêm một kinh nữa trong vấn đề lạc khích. Chúng ta có tỳ vị làm biểu lý, chúng ta có bàng quang, chúng ta cần nên có thêm thận. Thì lạc huyệt của thận chúng ta xài, khích huyệt của thận chúng ta không xài. Rồi bây giờ chúng ta nói về phần dương châm. Về phần dương châm thì bộ kim làm chủ kinh, tức là kinh bàng quang không có dư huyệt. Hai kinh phụ tức là thổ và hỏa. Hỏa tức là kinh vị có dư huyệt, thổ tức là kinh đại trường có dư huyệt. Do thủ châm và túc châm chúng ta có nhiều đây huyệt. Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc khích. Thì quý vị xem đại trường và vị là dương minh kinh. Ở đây chúng ta có tam tiêu là thủ thiếu dương tam tiêu. Chúng ta có bàng quang là túc thái dương bàng quang. Như vậy hai kinh này nếu quý vị giữ nguyên thì được. Nếu quý vị thêm thì nên thêm hai huyệt nữa, hai huyệt lạc nữa. Đó là tiểu trường nó sẽ nối với bàng quang, đỡm nó sẽ nối với tam tiêu. Như vậy là chúng ta có đầy đủ 6 cái lạc huyệt. Rồi bây giờ chúng ta nói đến phần âm châm. Về phần âm châm thì kim làm chủ kinh, tức là phế không có du huyệt, có hai huyệt hành hỏa và hành thổ. Như vậy kinh hỏa là kinh tâm bồ lạc, kinh thổ là kinh tỳ nha. Do thủ và túc châm dẫn tới thì chúng ta có lạc khích gồm có tỳ và phế là kinh thái âm. Ở đây chúng ta có kinh tâm bồ lạc và kinh thận nha. Nếu quý vị giữ nguyên được, nếu quý vị thêm thì thêm hai huyệt ở trên hai kinh, đó là kinh tâm. Thận nó sẽ nối với kinh tâm là kinh thiếu âm. Kinh tâm bồ lạc nó sẽ nối với kinh can nha, nó sẽ là quyết tâm kinh. Như vậy tóm lại là một là quý vị giữ nguyên 4 cái lạc khích này, hai nữa quý vị nên thêm thì thêm cho đủ 6 huyệt lạc khích. Nếu quý vị kết hợp giữa dương châm và âm châm, nó chính là thủ châm và túc châm. Thì tùy theo bệnh mà quý vị sử dụng, bệnh thuộc tay quý vị sử dụng tay, bệnh thuộc túc quý vị sử dụng túc, bệnh toàn thân quý vị sử dụng kể cả thủ và túc, âm và dương. Như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần của bộ kim làm chủ kinh, hỏa thổ làm phụ kinh. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_đặng5@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.